học online không chỉ chú trọng vào việc đào tạo những kiến thức trên giảng đường đại học, mà nổi bật còn là môi trường với vô vàn những chương trình văn hóa văn nghệ cho các bạn sinh viên tham gia. Có thể nói, sinh viên Văn Lang là những thế hệ trẻ nhiệt huyết khi luôn dám tự thử thách mình trong những chương trình, những cuộc thi do nhà trường tổ chức, từ đó tạo được phong thái tự tin và ghi lại những kỷ niệm đẹp. Những chương trình tại trường đại học Văn Lang không chỉ tiếp thêm động lực mà giúp cho các bạn sinh viên có thêm bản lĩnh để vươn xa hơn, thử sức mình tại những sân chơi lớn hơn, từ đó tạo nên những thành tích nổi bật, đem lại niềm tự hào không chỉ cho chính bản thân mà cho cả cộng đồng sinh viên Văn Lang. Mỗi năm, tại Văn Lang có những chương trình văn hóa văn nghệ vô cùng hoành tráng, không chỉ đầu tư về mặt hình ảnh mà cả nội dung, thông điệp cũng vô cùng sâu sắc và ghi lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng các bạn sinh viên. Và bây giờ, hãy cùng đang điểm xem có những chương trình văn hóa văn nghệ nào tại trường đại học Văn Lang các bạn nhé. Khi đã chính thức trở thành một sinh viên Văn Lang thì lễ khai giảng chính là món quà vinh dự đầu tiên mà nhà trường dành tặng cho các bạn tân sinh viên. Chính vì vậy mà lễ khai giảng mỗi năm tại trường đại học Văn Lang đều được tổ chức vô cùng hoành tráng với dàn khách mời vô cùng xịn sò, ví dụ như là các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Không chỉ vậy, đây chính là dịp mà chúng ta có thể trải hội cùng nhau, tìm kiếm thêm bạn bè mới hay thậm chí là tìm được cái ấy ơi đó nha. Vì đây chính là dịp mà mỗi sinh viên được trở thành nhân vật chính một lần duy nhất trong những năm tháng học đại học, vậy nên cái hai bạn nhà mình nhớ đừng bỏ lỡ nha. Chào đón tân sinh viên! Chương trình thường niên được nhà trường và các khoa tổ chức nhằm tạo không khí phấn khởi đầu năm học mới dành tặng cho các út cưng nhà mình. Đến với chương trình, các bạn sẽ chiêm ngưỡng những tiết mục ca, múa, nhạc, kịch được dàn dựng hết sức công phu và vô cùng đặc sắc đến từ các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc đoàn hội toàn trường. Đây cũng chính là cơ hội để cho các bạn tân sinh viên có thể gắn kết, gần gũi và đồng cảm lẫn nhau cùng bước vào một năm học mới, đặc biệt là thời điểm mà các bạn vừa bước vào một môi trường còn xa lạ và nhiều bỡ ngỡ. Nhắc đến sinh viên Văn Lang không thể nào không nhắc đến sự nhiệt huyết, năng động và luôn sáng tạo. Sinh viên Văn Lang nổi tiếng đa tài, vậy nên cuộc thi Văn Lang Squad Talent chính là sân chơi bổ ích dành cho các bạn. Đây là một sân chơi không chỉ giúp các bạn có thể thỏa sức thể hiện năng khiếu của mình, mà còn có cơ hội giành được những giải thưởng vô cùng xịn sò đến từ ban tổ chức. Vì vậy, nên mỗi mùa Văn Lang Squad Talent nhận được vô số lượt đăng ký tham gia, cũng như khán giả có thể chiêm ngưỡng những sân khấu vô cùng đặc sắc đến từ các bạn sinh viên. Vậy nên nếu các út cưng có năng khiếu gì thì hãy mạnh dạn đăng ký và cho mình cơ hội để thể hiện hết mình nhé. Nếu Văn Lang Scott Thailand là nơi để các bạn thỏa sức sáng tạo và thể hiện năng khiếu của mình thì cuộc thi Miss and Mister là nơi tụ họp của những nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc của trường đại học Văn Lang đó nha. Đến với chương trình, các bạn sẽ vượt qua những vòng dự thi với những thử thách được đề ra bởi ban tổ chức xoay quanh những tiêu chí rèn luyện, học hỏi kỹ năng, phẩm chất đạo đức hay là rèn luyện tác phong của mình. Đây chính là bước đệm để các bạn có thể trau dồi kỹ năng cũng như bước ra những cuộc thi lớn hơn bên ngoài nhà trường. Mỗi năm, Miss and Mister luôn nhận được sự đồng hành của các bạn sinh viên đại diện cho hàng ngàn sinh viên Văn Lang tham gia. Hình ảnh mà các bạn đem đến chương trình đều đa dạng và khác biệt mỗi năm. Nói đến độ phủ sóng và hoành tráng của các chương trình thì không thể nào không kể đến chương trình Đại nhạc hội tri ân thầy cô của các khoa và các bạn sinh viên tổ chức hàng năm. Mỗi khoa sẽ mang một màu sắc và chủ đề riêng biệt, thu hút số lượng lớn các bạn sinh viên tham gia. Ngoài việc tri ân và cảm ơn thầy cô trong suốt quá trình giảng dạy thì đây còn là dịp để cho các bạn sinh viên tận hưởng những tiết mục trình diễn công phu được đầu tư về cả hình ảnh lẫn âm thanh, hứa hẹn sẽ đem đến những cảm xúc thú vị và khó quên. Không chỉ vậy, đối với những bạn muốn thử sức với những vị trí chiến binh sau cánh gà, những vai trò khác nhau trong ban tổ chức thì đây cũng là nơi lý tưởng để các bạn trải nghiệm. Vậy còn chần chờ gì nữa, các út cưng K27 ơi, hãy mạnh dạn tham gia và để bản thân có cơ hội ghi lại những kỷ niệm cùng với các anh chị, các bạn bè, thầy cô. Ngoài ra, trường chúng ta vẫn luôn có những hoạt động và những chương trình khác vô cùng hấp dẫn. Có thể kể đến như chương trình 20 năm nhớ Trịnh Công Sơn được diễn ra ngay tại hậu trường xịn sò tại Văn Lang chúng ta với sự góp mặt của rất nhiều khách mời nổi tiếng để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả. Nhà trường vẫn luôn tạo điều kiện cho các bạn muốn tham gia có thể đăng ký và hòa mình vào bao trái tim người yêu nhạc khác. Nghe thôi là thấy độ hoành tráng của các chương trình rồi phải không các bạn ơi? Sinh viên Văn Lang không chỉ hăng hái tham gia mà còn nổi bật trong các hoạt động ban tổ chức nữa đó.
Hôm nay, truyền hình Văn Lai sẽ giới thiệu đến cho các bạn một nhân vật vô cùng sôi nổi trong các hoạt động văn hóa văn nghệ của trường. Đó chính là bạn Nguyễn Minh Trí, sinh viên khóa K25 khoa quan hệ công chúng truyền thông. Minh Trí là một sinh viên tiêu biểu khi không những có một thành tích học tập tốt mà Minh Trí còn là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động tại trường. Không chỉ vậy, hiện nay Trí còn đang là một content creator của kênh TikTok với hơn 2,3 triệu lượt thích. Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Minh Trí, hiện tại mình đang là sinh viên khóa 25 khoa quan hệ công chúng truyền thông. Mình là cựu ủy viên ban chấp hành liên tri hội khoa cũng như là trưởng ban tổ chức chương trình chào đón tân sinh viên khóa 26 Lương Minh. Và thật sự mà nói thì là sinh viên Văn Lang đúng là người ta có câu dành cả thanh xuân mình để đi sự kiện. Và mọi người biết đó, thì những cái sự kiện ở trường Văn Lang thì mức độ xịn sò thì khỏi bàn rồi. Về nội dung nào, về khâu tổ chức và đặc biệt là về âm thanh ánh sáng, với lại cái hội trường Trịnh Công Sơn 1.500-1.600 chỗ ngồi như vậy là quá xịn luôn. Hoặc là thậm chí là tổ chức bất kỳ nơi nào trong trường đi nữa thì sự kiện Văn Lang nó được một cái đặc trưng là được đầu tư rất là kỹ lưỡng. Và khai giảng ở trường Văn Lang thì rất là vui nha mọi người. Nó là được tách ra từ phần lễ và phần hội. Buổi sáng sẽ là một cái phần lễ rất là nghiêm trang, rất là theo truyền thống, những cái ngày lễ khai giảng truyền thống. Và phần hội thì là buổi tối, là đúng nghĩa là một cái đêm nhạc với lại những cái quầy thức ăn, rồi có cả nghệ sĩ, những cái nhóm nhạc bạn nhảy nhót ở trên đó và hát hò rất là vui vẻ. Bên cạnh đó thì mình cũng có cả chào đón tân sinh viên của trường nè, thì sẽ thường xuyên mời những anh chị, những diễn giả nổi tiếng hoặc là những người có kinh nghiệm trong ngành. Tiếp theo thì có thể nói tới là Văn Lang Got Talent. Thì đây là một cái chương trình thì ai cũng biết rồi, Văn Lang Got Talent và Miss & Mister thì được tổ chức xen kẽ nhau. Thì Văn Lang Got Talent là một cái sân chơi dành cho các bạn có những cái tài năng đặc biệt nè, còn Miss & Mister là một cái sân chơi dành cho những bạn có một tí sắc đẹp cũng như là có thêm cả tài năng nữa. Là đây á, hai chương trình này sẽ được tổ chức thường niên, cho nên là các bạn đừng có ngại, đừng có lo gì hết trơn á, cứ thấy thì cứ tham gia, cứ thấy thì cứ đi cổ vũ thôi. Cũng có rất là nhiều đêm nhạc tri ân thầy cô của từng khoa trong trường, có thể kể đến ở VA là có Neon nè, ở mỹ thuật thiết kế thì có Hòa Sắc nè, thời trước thì có là Kiến Xây, và có rất là nhiều cái đêm nhạc đặc trưng khác không thể nào mà kể hết được luôn. Bảo đảm là mọi người vào khoảng tháng 10 cho tới tháng 12 là ngày nào cũng sẽ đi được cái sự kiện. Và khi lúc mà sinh viên tham gia những cái này nè, thì ngoài những cái điểm cộng vào trong cái điểm rèn luyện của mình ra, thì các bạn còn có cả những cái trải nghiệm thú vị và cả những cái kỷ niệm cực kỳ đáng nhớ khi các bạn là thành viên của ban tổ chức nữa. Sau khi tham gia tất cả các chương trình văn hóa văn nghệ ở trường thì mình nhận lại được rất là nhiều thứ, từ những kỹ năng mềm, kỹ năng cứng nè, cho đến những cái mối quan hệ bạn bè, anh chị em. Thật sự là những người bạn của mình á, bây giờ mình đang chơi thân, thật là thân á, đều là từ những cái chương trình đó ra hết. Tụi mình làm chương trình với nhau, tụi mình dành thời gian với nhau, tụi mình thấu hiểu, tụi mình có cãi vã đi, nhưng mà sau tất cả mọi thứ là kết quả là tụi mình vẫn đang bên nhau, vẫn đang yêu thương nhau. Và những cái mối quan hệ đó giúp ích cho Chí rất nhiều. Không những ở trong trường nha, là Chí sẽ có bạn cùng đi học để cùng đi chơi nè. Và Chí khi lúc mà hiện tại là Chí đang là một thực tập sinh đi, thì những cái công việc mà ở trên công ty của Chí đôi lúc sẽ cần có những người hỗ trợ Chí, thì lúc đó là Chí sẽ luôn gọi cho bạn bè. Trời ơi, thật sự là những cái mối quan hệ đó rất là tuyệt vời luôn. Và đặc biệt hơn nữa là mình còn kết nối gần hơn với lại cô nữa. Thầy cô luôn luôn muốn kết nối với chúng ta, và không qua những cái chương trình này thì mình đã có thể kết nối được với thầy cô rất là chặt chẽ. Mình luôn liên tục làm việc với thầy cô nè, mình luôn trao đổi với thầy cô nè, và cũng như là nhận những cái đóng góp, những cái ý kiến của thầy cô để có thể làm cho chương trình của tụi mình tốt hơn. Và nếu như mà các bạn có thể sắp xếp được thời gian thật là hợp lý để cho có thể cân bằng được giữa việc học và việc tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thì mình rất mong là các bạn sẽ có một cái khoảng thời gian học tập và làm việc thật sự thú vị tại trường đại học Văn Lang. Và thương chúc bạn những cái điều tốt đẹp nhất, những điều trọn vẹn và tuyệt vời nhất, cũng như là đáng nhớ nhất khi lúc mà các bạn học tập tại mái trường này nha. Chào mừng các bạn đến với trường đại học Văn Lang. Không chỉ đầu tư về mặt học tập, trường đại học Văn Lang còn tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có thể hoạt động, vui chơi hết mình trong những năm tháng đại học tại trường. Với những thành tích mà các anh chị đi trước có được, chắc hẳn là phần nào khẳng định được sự thành công và chất lượng của các hoạt động văn hóa văn nghệ trường đại học Văn Lang mang lại. Qua những chia sẻ của anh Minh Trí, truyền hình Văn Lang tin chắc rằng K27 đã phần nào hình dung được những hoạt động văn hóa văn nghệ bổ ích tại trường. Khoảng thời gian sinh viên chính là khoảng thời gian đáng quý nhất, vậy nên chúng ta hãy trân trọng nó, đặc biệt hơn nữa là khi mỗi chúng ta đều khoác lên mình với vai trò một sinh viên Văn Lang. Các bạn sinh viên K27 của Văn Lang ơi, các bạn đừng ngần ngại thể hiện hết mình để cho khoảng thời gian học tập tại trường đại học Văn Lang trở nên ý nghĩa và hoàn thiện nhất nhé. Những hoạt động văn hóa văn nghệ không chỉ ghi lại những dấu ấn đẹp của các bạn mà còn giúp cho chúng ta trưởng thành hơn mỗi ngày nữa đó. Hẹn gặp lại các bạn một ngày sớm nhất để chúng ta có thể cùng dắt tay nhau tham gia những hoạt động văn hóa văn nghệ tại trường và cùng buông xả hết mình nào.